Trong tập trước của Hobbyholic đã giới thiệu sơ qua về Tiger Lancer, hổ găng kiếm và Minido cuồng long giáp sắt của biệt đội kỵ sĩ Long. Nhưng ít ai biết cả hai kỵ sĩ này đều có thể trung hòa với Chi Nai để tạo ra một hợp thể không chỉ là 3 mà có con số lên tới 5. Đúng là 5, theo đúng số lượng mà một dạng Gobo nên có. Ladies and gentlemen, welcome to Hobbyholic. Là một dạng mecha kết hợp của 5 Kishigyo, Tigamigo, Chaikun, Ankylo, Tiger Lancer và Minido. Nó là một đội hình cơ khí mặc định với nửa hơn trước của Chaikun, nửa hơn trước của Ankylo để tận dụng phần lớn từ lớp trang bị bổ sung từ Tiger Lancer và Minido. Tất cả các lớp tách ra từ phần đuôi và phần hông của cả hai đều được trang bị một cách tối ưu nhất. Dạng hợp thể này có thể được xem là một trong những dạng hợp thể mạnh nhất với kỹ năng chiến đấu của bản thể 3 hiệp sĩ cơ bản, cộng dồn thêm rất nhiều về phần tốc độ của Tiger Lancer và sức phòng ngự của Minido. Với Tigano Boost được phát ra từ hàm của bạo chúa cơ giới bên phần tay trái giữ chân cho kẻ hù, các cú chém sau đó được phát ra liên tiếp từ Tiger Flash. Kể cả các dạng đầu được trang bị trên người cũng có thể chiến đấu độc lập bằng các luồng năng lượng khác nhau trước khi 5 tia tụ lại một chỗ để tạo thành một đòn tấn công Kishigyo Fainagu Kanon. Và cú đá 5 hiệp sĩ Night Fight Gulf Sky được tung ra sau đó. Và cuối cùng, để kết thúc cho màn biểu diễn đầy các kỹ năng chiến đấu tuyệt đẹp của mecha với cú chém bất diệt Final Ultimate Flash và mecha khổng lồ được sinh ra sau đó với tên gọi Gyusogastai Kishigyo Final, ngũ đại kỵ sĩ Long.